Thưa quý vị và các bạn, với phương thức xét tuyển đại học năm nay cùng với cơ chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi đồng ý cho các trường đại học thực hiện đề án tuyển sinh riêng đã tạo nên không khí dễ thở cho các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học ngoài công lập đã nhiều năm khó khăn về nguồn tuyển. Việc cho phép các trường kéo dài thời gian xét tuyển, cho phép các thí sinh có nhiều nguyện vọng cũng đã hứa hẹn con đường đại học rộng mở với các em. Tuy nhiên, điều này có gây nên tình trạng hồ sơ ảo hay không, có lẽ cũng cần phải xem xét tính toán ngay từ bây giờ để tránh tình trạng cả thí sinh và các trường đại học tuyển từ trạng thái chủ động sang bị động. Chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đại học Đại Nam trong năm 2015 là 2.000 chỉ tiêu hệ đại học chính quy. Nhưng chỉ trong vòng 4 ngày đầu tiên đăng ký xét tuyển đã có 623 bộ hồ sơ. Những ngành đào tạo của trường này được thí sinh quan tâm và nộp hồ sơ nhiều nhất là ngành quản trị kinh doanh, kế toán, ngân hàng, quan hệ công chúng. Theo bà Thanh Hương, trưởng phòng đào tạo Đại học Đại Nam, thì với quy chế xét tuyển đại học năm nay, nhà trường thực hiện song song hai phương thức xét tuyển, đó là xét theo điểm thi trung học phổ thông do các trường đại học chủ trì và xét tuyển học bạ cả năm lớp 12. Do đó, nhà trường này cũng nhìn thấy những tín hiệu đáng mừng qua những ngày đầu xét tuyển. Năm nay thì trường Đại học Đại Nam có chỉ tiêu tuyển sinh là 2.000 sinh viên của hệ đại học chính quy. Thì thực ra theo quy định của Bộ, nếu như mà sau cái đợt 1, sau ngày 20 tháng 8 mà chưa đủ chỉ tiêu thì ta lại xét tiếp cái đợt 2, đợt 3 cũng như là cái phiếu là nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Thực tế qua các năm ấy, thì Đại Nam đều đủ chỉ tiêu. Và năm nay sau 3-4 ngày thì tín hiệu thì rất là tốt và chúng tôi thì cũng rất là hoàn toàn kỳ vọng là năm nay sẽ tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh. Năm nay, dựa vào phổ điểm và tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh cũng như các trường đại học có đủ nguồn tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tính toán đưa ra mức điểm sàn là 15 điểm. Ghi nhận tình hình chung tại các trường đại học ngoài công lập, hầu hết các trường lấy điểm đầu vào bằng ngưỡng tối thiểu đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Còn đối với phương thức xét tuyển học bạ, thí sinh có học bạ của năm lớp 12 đạt 18,0 trở lên của 3 môn tổ hợp thì sẽ đạt ngưỡng xét tuyển của trường và cơ hội trúng tuyển với các thí sinh này là rất cao. Và mong muốn của các em xét tuyển theo học bạ là được học đại học chứ không phải là để thử sức cạnh tranh. Cái kết quả này thì em sẽ dự định là em sẽ học ở đây hay là em sẽ xét tuyển ở một trường nào đấy nữa không? Không, em xét học vào luôn ở đây. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế tại các điểm xét tuyển, những thí sinh có điểm thi từ 18 điểm trở lên không mặn mà với các trường ngoài công lập. Các em đăng ký chỉ để tạo thêm cho mình một sự lựa chọn, hay nói cách khác là tìm kiếm thêm nhiều phao cứu sinh trong trường hợp không đỗ vào các trường đại học công lập. Nguyện vọng 1 thì em đăng ký vào Học viện Tài chính, học nguyện vọng thứ 2 thì đăng ký vào Đại học Đại Nam này. Trong trường hợp mà nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 2 này cũng có giấy báo đỗ cho em thì em sẽ lựa chọn như thế nào? Chắc em chọn nguyện vọng 1 ạ. Nguyện vọng 2 là chỉ là dự phòng với em thôi ạ. Em có định đăng ký xét tuyển vào một trường hoặc một ngành nào khác đấy để tăng thêm cái khả năng cạnh tranh của em không? Dạ có. Em định đăng ký vào Đại học Công nghiệp Việt Hưng ạ. Như vậy, một thí sinh có thể sẽ có tên trong 4 danh sách tương ứng với 4 ngành thí sinh đăng ký nguyện vọng ở đợt xét tuyển đầu tiên này. Đó là chưa tính đến những thí sinh đăng ký theo hình thức xét tuyển học bạ tại những trường thực hiện theo đề án tuyển sinh riêng. Thực tế, nhiều trường, kể cả đại học công lập, trường đại học top trên, vẫn lo ngại tình trạng thí sinh ảo ở nguyện vọng 1 này là quá lớn. Vì mỗi thí sinh có đến tối đa 4 nguyện vọng và 4 ngành khác nhau, trong khi các em luôn trong tình trạng được xét vào một ngành cụ thể. Khi không trúng tuyển nguyện vọng này mới xét sang nguyện vọng tiếp theo. Bên cạnh đó là tâm lý lo lắng của thí sinh không vượt qua được các thí sinh khác nên rút hồ sơ xét tuyển. Và như vậy, đang từ trạng thái chủ động, các trường đại học lại bị động là điều có thể nhìn thấy.